Hello, cả nhà buổi sáng không thể. Buổi sáng chúng ta thường dùng sữa non ăn Anvalipid để nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng và cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất để chúng ta một ngày làm việc hiệu quả. Thì từ khi mà dùng cái sữa non Anvalipid này thì thực sự nó là một cái sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Một ngày chúng ta không thể ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng từ rau, củ quả và thịt thì trong một cái sản phẩm, một cái ly như thế này thì nó có chứa đầy đủ các vitamin và khoáng chất đã được tinh chất và được cô đặc lại trong sản phẩm Enfalibic này, nên khi mà mình dùng á thì một ngày thì mình cũng thấy con người mình nó không có mệt mỏi ẻ ỏi và nó tăng cường cái sức đề kháng cho mình, nên khi mà mình đi thị trường cũng như là mình chạy lại khắp nơi không có cái đau ốm sổ mũi lặt vặt thì cũng nhờ cái sản phẩm này. Và mình cũng biết cái đến cái sản phẩm này và mình cũng đã dùng được đến nay thì năm này năm thứ tư rồi anh chị em. Nói chung rất khỏe. Đầu tiên cái cơ duyên thì cũng về cái đường ruột, đau ốm đường ruột. Nhưng mà từ khi dùng sản phẩm này thì mình đã hết hết đau dạ dày. Đó. Và mình chia sẻ cho gia đình mình dùng thì ông bà cũng hết xương khớp hay là ông nội cũng có về cái vấn đề bị triệu chứng về tiểu đường thì cũng được cải thiện đáng kể nhờ cái sản phẩm này. Thì thực sự thì tại sao là như vậy, thì trong một sản phẩm nó lại có đầy đủ công năng tác dụng như vậy thì thực sự cũng chẳng là cái gì đâu anh chị, nhưng mà cái sản phẩm này gọi là sản phẩm kháng thể. Đầu tiên nó cung cấp đầy đủ cho chúng ta một 300 mg kháng thể hàng ngày, đó là gọi là kháng thể, gọi là cái hệ miễn dịch đó. Nó giúp cho tế bào tự do, tế bào gốc tự do của chúng ta nhân bào lên, làm cho các tế bào chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta đẩy lùi được bệnh tật. Thì này nó sẽ lần lần nó phục hồi chức năng và nó tái tạo tế bào. Nên những một số trường hợp vì vì sao mà chúng ta dùng dùng một sản phẩm mà nó có thể điều trị hỗ trợ được được những cái lợn bệnh thì là như vậy, là nhờ cái kháng thể, nhờ kháng thể trong này, thành phần kháng thể trong này rất cao và tự nhiên và được đất nước New Zealand người ta đã nghiên cứu và phát triển và đã tạo nên một cái công nghệ độc quyền là Enfalibic. Nó tạo ra cái sự thẩm thấu nên khi chúng ta dùng nó sẽ hấp thu một cách tự nhiên, một cách là 95 đến 98%. Nên khi mà chúng ta dùng dùng một người lớn, đối với người lớn thì chỉ có một muỗng rưỡi thôi, một muỗng rưỡi đó, một muỗng rưỡi thì 100 với lại 150 ml nước này thì nó sẽ cung cấp đầy đủ cho chúng ta và protein, vitamin và khoáng chất cũng như là các canxi. Thì và đặc biệt trong này canxi rất hay anh chị em, canxi trong này nó đến 1.000 mg canxi, mà anh chị em biết rồi, nếu mà thiếu canxi thì nó sẽ dẫn đến 147 loại bệnh đó. Đó là các nhà khoa học đã nghiên cứu cái canxi nó rất quan trọng và canxi nó để cho chúng ta hấp thu như thế nào còn quan trọng hơn nữa. Thì như ở ngoài thị trường chúng ta có thể nhiều loại canxi hay là kẽm, magie, sắt rồi tất cả các thứ thì chúng ta có thể dùng, nhưng mà về vấn đề hấp thu thì thực sự nó rất khó. Nhưng mà đối với lại cái trường hợp này thì mình đảm bảo, tại vì mình có một số anh chị em là người ta bị canxi, bị thiếu canxi, cái tỷ lệ canxi loãng loãng xương nó có, người ta dùng trong cái này 1 đến 3 lon thì người ta đi đo lại thì cái canxi nó rất là ok, nó tan lên nó không bị còn cái dấu hiệu là loãng xương nữa. Nên đó là những dấu hiệu tích cực. Thì sáng nay cũng vui vui làm cái clip này chia sẻ anh chị em, ai biết đâu những người hữu duyên thì chúng ta gặp những cái sản phẩm tốt thì chúng ta dùng cho gia đình để cải thiện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, chống chọi lại những bệnh tật và tăng cường bảo vệ cho cơ thể chúng ta một cách tốt nhất, ngăn ngừa những cái dấu hiệu về ung thư, lão hóa hay là tất cả các thứ. Đó là cũng là cái duyên khi anh chị em nếu mà vô tình thấy được cái sản phẩm này mà tin tưởng và dùng thì được xin cảm ơn anh chị em. Đây đây thì đây là cái sản phẩm Enfalibic mà mình đang dùng. Ok, cái này đối tượng là từ trẻ em cho đến người lớn, quan trọng chúng ta dùng đúng, đủ đều và dùng đúng cách thì đảm bảo anh chị em là chúng ta sẽ thấy được nó hiệu quả một cách triệt để. Và có gì anh chị em cứ cứ inbox điệp điệp sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.